Xin chào tất cả các bạn nha. Video này tiếp tục mình sẽ hướng dẫn các bạn claim 500.000 token có ký hiệu là ELB các bạn. Thì đây là dự án của nó là bằng tài chính con voi, cơ hội để sở hữu danh mục đầu tư quản lý sự nghiệp mạng Binance, Smartchain và bảo hiểm thông qua chuỗi khối nha các bạn. Thì ở đây thì dự án này nó sẽ list lên sàn BankKK Swap nha các bạn. Cam kết minh bạch. Ethicoin được phát hành tổng cộng nó tổng cung của nó tới khá là nhiều luôn, 3, 6, 9, 12, 15 âm 10.000 tốc căng âm 15 số 0. Sẽ list trên sàn BankKK Swap nè bạn, mà hợp đồng cũng chắc được nè. Thì mình thấy dự án này nó có roadmap, có tờ Twitter, có này nọ các kiểu nha các bạn. Thì để claim được con này thì mình cũng tốn phí mà phí ra là khoảng 0.3 đô các bạn, thấy cũng không có bao nhiêu nên mình claim luôn. Thì để được claim được con này thì các bạn cần copy phần link mô tả video mình, các bạn mở trình duyệt cái chocolate mình ra nha các bạn. Sợ nha bạn, băng dán trình duyệt đát các bạn. Thì những dán thế này mình không có khuyến khích các bạn claim nha các bạn, thì nó mang tính chất số số đó các bạn. Rồi các bạn bấm nút dán nè bạn. Một khi những dán nó list sàn, các bạn có thể bán được trung gian ngon, các bạn có thể bán được 10 đô, 20 đô. Còn không trúng dán thì các bạn như là toi nha bạn, 0.3 BNB mình là tiêu. Sau khi các bạn dán vào trình duyệt cái chocolate, các bạn nhớ chọn mạng BNB Smartchain nha các bạn. Thì các bạn xuống đây nè các bạn. Thì các bạn vào đọc nha bạn, nó có Google Map đàng hoàng nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào một Connect Wallet nè. Rồi sau khi các bạn bấm vào một Connect Wallet thì nó sẽ hiện cái địa chỉ ví mình nằm trên đây các bạn. Các bạn dọc xuống đây nè, lướt xuống đây nè. Các bạn bấm vào Claim ALT nè. Phí mạng mắc bao nhiêu đây? Mình sẽ mắc phí mạng là 0.001, với khoảng 0.75 đó. Phí mạng cái này tăng quá cao quá các bạn. Mình cứ nên xả là không luôn. Rồi mình xả luôn đi các bạn, chấp nhận luôn, claim luôn. Và con này nó ghép 4 tầng các bạn. Các bạn có thể lấy đinh ghép của mình vào đây nè các bạn. Các bạn dán cái đinh ghép mình là cái địa chỉ ở dưới BNB Smartchain của mình các bạn. Các bạn thêm vào các bạn. Các bạn copy đi nè. Rồi để mình backup qua, mình có nhận cho tất cả các bạn. Thì con chắc của dự án này mình có để dưới phần link mô tả nè các bạn. Các bạn về copy con chắc của nó, các bạn dán vào thôi các bạn. Chưa đi sàn các bạn ơi, để qua. Thì mình đã về được 50.000 tập cần có hiệu LT nè các bạn. Đây con chắc của nó nè. Thì các bạn tự động thêm đồng tiền mới quá vào các bạn. Ký hiệu là ELB. Tên em là gì ta? Tôi cần chạy trên nền tảng là Elifan Financy nè. Được chưa? Dự án tình Elephant Fancy được xây dựng trên chuỗi mạng Binance Smart Chain các bạn. Rồi các bạn mở địa chỉ chocolate mình ra nè. Rồi các bạn bấm qua một tìm kiếm, các bạn dán chắc lại các bạn. Phần này không được nữa thì mình thêm đồng tiền. Chết bà. Nếu các bạn dán con chắc nó không hiện thì các bạn bấm vào tự động thêm cái đồng tiền mới quá nè các bạn. Các bạn dán đi chi hợp đồng vào đây nha các bạn. Tên ký hiệu sơ phân thì các bạn qua bên trang BC scan các bạn check nha các bạn, check nha các bạn. Thì sơ phân là 8, tên là ELT, to cần là các bạn copy dòng em đó các bạn. Rồi, ELT sơ phân là 8. Rồi các bạn nhấn vào đây nha các bạn. Tên là ELT. Chỉ hiệu là LT chứ lộn. LT nha các bạn. Số thập phần là 8 nha các bạn. Rồi bạn bấm làm xong nè. Sau khi làm xong thì các bạn bắt đắp lại, các bạn sẽ thấy được nhận được 500.000 tốc cần LT nha các bạn. Và dự án này nó sẽ list trên sàn BankKK Swap các bạn. Các bạn việc lấy đường dép mình chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần nha các bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim nhận 50.000 tốc cần có hiệu LT. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.